Chúng tôi rất vui mỗi ngày vào thời gian này được trò chuyện cùng bà con và quý khán giả trao đổi thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Rất là cảm ơn bà con và quý khán giả đã yêu mến và đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay Thư Kiều và Tuấn Anh sẽ tiếp tục mang đến cho quý khán giả và bà con thông tin được chọn lọc, hy vọng hữu ích trong sản xuất của nông dân. Mời bà con điểm nhanh trước khi đi vào nội dung chính. Hậu Giang vào vụ thu hoạch rộ nhãn Y Đo, năm nay năng suất cao ai cũng vui mừng. Nha Dương trong vú sữa Việt Gáp Cần Thơ bán cho công ty giá cao xuất đi Mỹ cũng trúng lớn. Lâm Đồng đầu tư cây dược liệu mở hướng làm giàu cho nông dân. Đồng lòng chỉ thú làm ăn, nông dân Lâm Đồng từng bước vươn lên. Kết quả sự đồng thuận này đến từ đâu? Mời bà con và quý khán giả xem ở cuối chương trình trong tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Thưa bà con và quý khán giả, nhãn Y Đo là giống nhãn của Thái Lan, nhưng nhiều năm nay nó đã gắn bó với bà con nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang. Loại nhãn này có ưu điểm là hạn chế được bệnh chổi rồng, trái có hạt nhỏ, cơm dày, thơm và ngọt nên rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Đó chính là những cái yếu tố thu hút nhà vườn trồng và thực tế nhãn Y Đo đã cho thu nhập ổn định giúp bà con làm giàu. Thưa bà con, nhìn những vườn nhãn trái xum xuê như thế này, đó là kết quả sau một năm chăm bón của người nông dân. Thời điểm này cũng là vào mùa thu hoạch nhãn của bà con ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo bà con cho biết, năm nay dù giá có giảm hơn so với năm trước, nhưng mà bù lại năng suất đạt cao cho nên nhiều nhà vườn vẫn lời khá. Theo các nhà vườn trồng nhãn ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, hiện nay thương lái vào tận vườn thu mua nhãn Y Đo với giá 23.000 đồng một ký, thấp hơn 4.000 đồng một ký so với năm trước. Giá bán tuy giảm nhưng bù lại năng suất nhãn năm nay tương đối ổn định ở mức 1 tấn rưỡi một công. Trừ hết chi phí đầu tư, người trồng nhãn Y Đo còn lời 25 triệu đồng một công. Nhãn Y Đo nhẹ công chăm sóc, chi phí phân thuốc mỗi năm chỉ khoảng 7 triệu đồng một công. Nên chỉ cần giá nhãn ổn định ở mức trên 20.000 đồng một ký là nhà vườn đã có lời. Theo thống kê, toàn huyện Phụng Hiệp hiện nay khoảng 10 hectare nhãn Y Đo, tập trung chủ yếu ở xã Bình Thành. Đây cũng là một trong 3 loại cây trồng chủ lực được xã quy hoạch để người dân chuyển đổi cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Để tránh cảnh thừa hàng dội chợ, nông dân trồng vú sữa ở thành phố Cần Thơ đã có cách làm khá hay. Chỉ một thay đổi trong cách trồng đã làm số phận trái vú sữa vươn tầm xa hơn. Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim nổi tiếng ở Tiền Giang xuất khẩu đi Mỹ. Tại thành phố Cần Thơ là vùng trồng vú sữa lớn ở đồng bằng sông Cửu Long sau Tiền Giang, cũng đang hình thành được vùng chuyên canh vú sữa. Không chỉ được sản xuất tập trung mà từng trái vú sữa ở đây được bà con trồng đảm bảo, sạch từ trên cây xuống tới tận tay người tiêu dùng. Nhà vườn do hợp tác xã sản xuất, cung ứng cho công ty xuất khẩu. Không còn trồng vú sữa theo kiểu cũ, vụ này, ông Trần Văn Chiến cùng với 36 thành viên trong hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã bắt tay nhau trồng vú sữa theo quy trình Việt Gáp, thực hiện bao trái bằng túi ni lông. Điều này giúp cho mỗi hecta vú sữa đạt gần 5 tấn, cao hơn 20% so với cách làm cũ. Hơn nữa, do sử dụng bao trái và chỉ bón phân sinh học trong giai đoạn đầu, nên giá thành mỗi ký vú sữa chỉ khoảng 10.000 đồng, trong khi sử dụng phân bón hóa học phải tốn gần 15.000 đồng. Vú sữa ở đây còn được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản Cát Tường ở tỉnh Tiền Giang thu mua để xuất khẩu sang thị trường Mỹ với giá bán cao hơn 10 đến 15.000 đồng một ký so với giá thị trường, ở mức từ 35 đến 45.000 đồng một ký. Vụ này mỗi hộ thu lời hơn 10 triệu đồng một tấn, trong khi mỗi năm bán cho thương lái bà con chỉ lời được chừng 2 đến 3 triệu là cùng. Các địa phương đang dần kiểm soát chất lượng rau củ để vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cũng đảm bảo an toàn cho người sản xuất. Mơ ước xa hơn là xuất khẩu đi nước ngoài. Đó là cách mà mỗi địa phương dần xóa bỏ tập quán dùng phân thuốc theo kiểu cũ. Lâm Đồng đang kiểm soát tốt vấn đề này. Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lấy mẫu phân tích 829 mẫu trên 829 lô hàng gồm hơn 1,2 tấn rau củ quả chè tại các hộ nông dân liên kết với các cơ sở sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Kết quả là có 6 trên 829 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng an toàn, chiếm 0,72%. Trong thời gian qua, Chi cục đã hướng dẫn chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, các quy chuẩn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho nông dân.
cơ sở sản xuất rau quả, chè an toàn để nâng cao nhận thức cho người sản xuất về điều chỉnh quy trình canh tác, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo dư lượng theo quy định cho phép, đảm bảo sản xuất và kinh doanh theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đơn vị còn tiến hành kiểm tra, giám sát khâu trồng trọt, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, sản xuất an toàn theo hướng Việt Gáp trên nông sản của 100 doanh nghiệp cơ sở, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất và sơ chế. Từng là thị trường dễ tính, nhưng từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, Trung Quốc có chính sách siết chặt biên mậu với rau quả Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc khiến cho nông sản Việt Nam lao đao và đang trong quá trình sóc lại quá trình sản xuất để kịp thời đáp ứng thị trường vốn chiếm 75% thị phần rau quả này. Kết quả việc siết chặt này đã làm thị trường xuất khẩu rau quả năm 2018 sang Trung Quốc giảm đà tăng trưởng. Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu rau quả năm 2018 vào thị trường Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn và dự báo tốc độ tăng trưởng chỉ đạt khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 42,4% vào năm ngoái. Giá trị xuất khẩu rau quả 11 tháng qua ước đạt 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Trung Quốc vẫn đứng đầu về nhập khẩu rau quả của Việt Nam với giá trị 2 tỷ 410 triệu đô la Mỹ, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Trung Quốc hạn chế thu mua khiến cho nhiều loại trái cây của Việt Nam giảm giá. Cụ thể, với bưởi da xanh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá thu mua tại vườn loại 1 chỉ từ 32 đến 35 ngàn đồng một ký, loại 2 từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, giảm 50% giá so với 2 tháng trước. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng về sản xuất các loại cây dược liệu. Dựa trên thế mạnh này, nhiều doanh nghiệp và bà con nông dân các địa phương đã đầu tư trồng các loại cây dược liệu. Đến nay, diện tích các loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 460 ha. Trong đó, diện tích thu hoạch là trên 450 ha, năng suất đạt khoảng 281,2 tạ 1 ha, sản lượng gần 12.800 tấn, nhiều nhất là atiso và đương quy. Theo nhận định của ngành chức năng, diện tích cây dược liệu đang có chiều hướng tăng cao so với trước là do bà con nông dân trồng dược liệu xen với các cây trồng khác, như là atiso thì xen với rau ăn lá, đương quy xen với cà phê. Hiện nay, thông qua việc triển khai các đề án nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ tác động để lợi thế về sản xuất cây dược liệu ngày càng được phát huy. Mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của sâu bệnh hại, nên năng suất chất lượng điều của Lâm Đồng bị giảm đáng kể. Để cải thiện tình trạng này, bà con các địa phương đã tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác ở từng khu vực, từng nông hộ. Đến nay đã có gần 1.300 hectare điều được nông dân các địa phương chuyển sang trồng các loại nông sản cho hiệu quả kinh tế khả quan hơn như là dâu tằm, tre, mía và các loại cây ăn trái. Trong khi đó, nông dân các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên, Đam Rông phục hồi diện tích vườn điều. Đây là loại cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực. Bà con nào giữ lại diện tích điều thì tập trung thăm canh, ghép cải tạo và trồng tái canh được gần 600 hectare. Nhờ những giải pháp trên mà nhiều diện tích điều ở Lâm Đồng đã dần được phục hồi. Toàn tỉnh hiện có gần 28.500 hectare điều, diện tích kinh doanh 20.810 hectare, năng suất bình quân 3,6 tạ 1 hectare, sản lượng đạt gần 7.500 tấn. Trong những năm qua, phong trào khuyến đất làm đường, xây dựng các tuyến đường giao thông ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội là một việc làm ý nghĩa và phổ biến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hôm qua, chúng tôi cũng có nhắc và cũng cảm nhận được bộ mặt đô thị và nông thôn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi mà những người dân và du khách yêu mến Lâm Đồng mới cảm nhận rõ được. Kết quả này có được là do đâu? Ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình. Mời bà con và quý khán giả cùng xem. Năm 2012, gia đình ông Tới ở huyện Đạ Hoai mua trên 1.300 m2 đất tại tuyến đường Trần Bình Trọng thuộc tổ 8 để làm đất ở và đất sản xuất. Tuy nhiên, khi nhà nước có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Trần Bình Trọng để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội địa phương, ông Tới đã quyết định hiến toàn bộ diện tích đất của gia đình để xây dựng tuyến đường. Tôi thì nói chung là hiến đất tôi chẳng đòi hỏi cái quyền lợi gì hết. Thế này là hiến đất gọi này, thứ nhất là để cho tức là
con cháu mình về sau này nó đi, và bây giờ hiện tại những người bây giờ liên quan đến cái đường này để đi là chính thôi. Noi gương ông Tới, đến nay riêng tại tổ dân phố 8 đã có 150 hộ dân có diện tích đất trên tuyến đường cùng tham gia hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây trồng trên đất để xây dựng các tuyến đường giao thông. Hộ ít thì vài chục mét vuông, hộ nhiều thì hàng trăm mét. Xuất phát từ cái tinh thần của bà con lâu nay là có đường, có điện, có đường, có trường trạm. Tất nhiên là trên các tuyến đường, mỗi tuyến đường sẽ có những con người rất là tốt. Có những tuyến đường có những người tâm huyết, mặc dù những hộ hiến đất ít, mặc hộ hiến đất nhiều. Nói chung mà tuyến này mà đến giờ phút này thì cũng đã được sự quan tâm của nhà nước thì cũng đã triển khai được tuyến đường này. Không chỉ các địa bàn thành thị mà đến các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào hiến đất làm đường giao thông góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới thực sự lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ. Đơn cử như tại xã Lác, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Lạc Dương. Thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Bên cạnh hiến đất, người dân còn bỏ công cùng làm. Nhờ vậy mà đến nay, trên địa bàn xã Lác đã có 100% tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho người và phương tiện lưu thông. Trước cũng khó khăn, thì quá khó khăn không phải không, nhưng mà đến bây giờ là nhà nước đã làm một cái con đường nhựa như thế này thì bà con rất phấn khởi, có chợ hàng hóa bây giờ là rất thuận tiện, thuận lợi. Với cái sự tham gia tích cực của người dân địa phương trong cái việc hiến đất để làm đường, làm các công trình giao thông, thì từ đó đã góp phần tạo cái phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để người dân chung tay cùng với nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc chung tay của người dân trong cái việc mà xây dựng cái kết cấu hạ tầng giao thông. Với những việc làm hết sức ý nghĩa của ông Tới và hàng ngàn hộ dân tham gia phong trào hiến đất khác ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã và đang từng ngày tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Những con đường mới dễ đi, đẹp hơn, thuận lợi cho việc đi lại làm ăn. Điều này không chỉ giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, mà nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân vì một cộng đồng xã hội phát triển. Rõ ràng, ngoài công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, thì yếu tố then chốt chính là ý thức tự nguyện của mỗi người dân trong việc tham gia thực hiện. Qua đó không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng mà còn giúp cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Kính chúc nông dân luôn lạc quan, yêu đời, hăng hái lao động sản xuất hiệu quả, vươn lên thoát nghèo từ vườn ruộng nhà mình. Bản tin 365 ngày chuyển động xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này.